Đại lý làm thủ tục hải quan đã và đang thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, đại lý hải quan vẫn còn bộc lộ nhiều vướng mắc. Ngày 10 tháng 10 năm 2024, Tổng cục Hải quan đã tổ chức hội thảo Phát triển đại lý hải quan, thực trạng và giải pháp nhằm phân tích, đánh giá và thảo luận các giải pháp phát triển đại lý hải quan trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh, ở hầu hết các quốc gia, đại lý làm thủ tục hải quan là một loại hình dịch vụ rất phát triển trong hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là một khâu trong chuỗi dịch vụ giao nhận hàng hóa mà nhiều nước đã áp dụng hiệu quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay, hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đặt ra. Tỷ lệ tờ khai đại lý được ủy quyền nộp thuế thay hoàn toàn cho chủ hàng chiếm tỷ lệ rất thấp mức độ tin cậy của đại lý chưa được đánh giá ở mức cao lãnh đạo tổng cục hải quan đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ vai trò của đại lý làm thủ tục hải quan trong chuỗi cung ứng toàn cầu phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan hiện nay thực trạng quy định pháp luật đối với đại lý làm thủ tục hải quan và công tác quản lý hải quan về hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan đồng thời trao đổi và gợi ý những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong phát triển đại lý làm thủ tục hải quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng đại lý hải quan đóng góp vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và xuất nhập khẩu hàng hóa hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến hoạt động đại lý hải quan xây dựng các chính sách ưu tiên trong hoạt động thông quan hàng hóa cho đại lý hải quan xây dựng các tiêu chí đánh giá tuân thủ và xếp hạng tuân thủ cho đại lý hải quan cải thiện chất lượng đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn cho nguồn nhân lực đại lý thủ tục hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tự động hóa quy trình làm việc, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò lợi ích của đại lý thủ tục hải quan. Tại hội thảo, đại diện các đơn vị trong ngành hải quan, các nhà khoa học, đại lý làm thủ tục hải quan và đại biểu đã thảo luận thực trạng quy định pháp luật đối với đại lý làm thủ tục hải quan, vai trò của đại lý làm thủ tục hải quan trong chuỗi cung ứng toàn cầu bộ tiêu chí đánh giá năng lực đại lý làm thủ tục hải quan giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan